Để khép lại chương trình văn nghệ chào mừng cho lễ khánh thành ngôi đại học của Bảo Điện Chùa Mèo, được tiền thưởng trong buổi sáng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng hướng sự quan tâm theo dõi của mình trở về khu vực trung tâm khán phòng. Xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với phần tham gia biểu diễn của nữ ca sĩ Dương Nghi Đình qua nhạc phẩm Nhớ Quê Xưa, một sáng tác của nghệ sĩ Hoàng Luân, sẽ khép lại chương trình văn nghệ chào mừng trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời các quý vị,
tri ân tấm lòng của các nghệ sĩ, các nam nữ ca sĩ Phật tử. Xin toàn thể hội chúng chúng ta dâng cao một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để tri ân tấm lòng của các nam nữ ca sĩ Phật tử. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính bái bạch chư tôn đức và thượng tọa đại đức tăng ni. Kính thưa chư vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể đồng bào nhân dân Phật tử thập phương xa gần, giờ đây đã chính thức đến giờ khai mạc đại lễ khánh thành ngôi đại hùng bảo điện chùa Mèo đỉnh Miêu Tự. Thay lời ban tổ chức, chúng con xin thông qua chương trình của buổi lễ hôm nay được diễn ra như sau: một, niệm Phật cầu gia vị, cử quốc ca, đạo ca; hai, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự; ba, dâng hoa cúng dường; bốn, khai mạc và báo cáo tiến trình xây dựng ngôi đại hùng bảo điện; năm, cảm tưởng của nhân dân Phật tử; sáu, đạo từ của chư tôn đức chứng minh; bảy, tặng hoa và quà chúc mừng; tám, cảm tạ của ban tổ chức; chín, hồi hướng bế mạc. Đây là xuyên suốt chương trình buổi lễ hôm nay, kính trình lên chư tôn đức và toàn thể quý vị nữ chi. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ đây chúng con xin thành kính cung thỉnh chư tôn đức thăm mời toàn thể quý vị đại biểu khách quý và đồng bào nhân dân Phật tử hoa nghỉ khởi thân đứng dậy, chắp tay trang nghiêm niệm Phật cầu gia hộ cho buổi lễ hôm nay được thập phần viên mãn công đức. Cung thỉnh chư tôn đức chứng minh sứ nghiệp. Yeah.
vị đại biểu khách quý cùng nhân dân Phật tử đồng an toàn. Để buổi lễ hôm nay được thập phần viên mãn, trang nghiêm và long trọng, chúng con xin cung thỉnh chư tôn thiền đức Quang Long bản chứng minh. Thứ nhất, chúng con xin cung thỉnh thượng tọa Thích Tâm Định, xin cung thỉnh thượng tọa Thích Định Minh, xin cung thỉnh đại đức Thích Nguyên Phong, xin cung thỉnh đại đức Thích Nguyên Hối, xin cung thỉnh đại đức Thích Nguyên Hải, xin cung thỉnh ni sư Thích Đạo Hòa, xin cung thỉnh ni sư Thích Đạo Thành, xin cung thỉnh chư tôn đức quan hệ quan long lên và chứng minh để chứng minh tham dự buổi lễ hôm nay.